Anh cầm cái gì đây? Cái này là ống để vô sữa trong cái bụng dạ dày cho nó ăn ở đây này, tại vì nó bị biến này, nó mổ ở trong. Anh Na là năm nay là bao nhiêu tuổi nhỉ? Năm nay 45 tuổi. 45 tuổi à? Anh bị bệnh lâu chưa? Khoảng cách xa 4 tháng này, 4 tháng mới gần 5 tháng này. Thế là mọi ngày là chỉ vợ đi làm thì là chỉ có anh với cả bé ở nhà thôi, là ăn uống các thứ là tự anh ấy luôn à? Tự lo làm như thế này thôi, không có ai chăm. Cả nhà xem này, anh không có ăn uống bình thường được, anh phải pha sữa rồi anh nhét vô cái ống, là cái ống nó vào tới trong bụng của anh này cả nhà. Anh đấy là bị khối u ở trong 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 cổ với cả ung thư thực quản, thành ra là không ăn uống được luôn cả nhà. Bây giờ là phải ăn uống bằng cái cách là uống sữa thôi, chỉ có uống sữa thôi đúng không? Không 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 ăn được cơm hay cháo, là chỉ có đổ vô trong bụng thôi cả nhà. Bây giờ anh đang ấy, đâu anh ăn đi, anh đổ vô cho em xem nào, còn nóng không đây? Này nguội rồi, nước nước mà chảy ra lại. Ngày hôm nay trọng lên thì đúng lúc là anh đang ấy luôn này cả nhà. Anh đang ăn. Anh mà ăn bằng cổ là nó đau à hay nó như nào? Nó đau, Đau. đau cũng là nó nghẹt luôn, nó nghẹt là không không xuống được trong cái bụng nuôi. Xin chào tất cả mọi người nhá. Mình là Trọng đây. Ngày hôm nay là anh em Trọng đang trên đường đi đến thăm một cái hoàn cảnh rất là đặc biệt. Ngày hôm qua là cái hoàn cảnh này liên hệ cho Trọng và nhờ Trọng giúp đỡ. Chính xác hơn là họ liên hệ, họ cầu cứu đến mình cả nhà. Cái hoàn cảnh ngày hôm nay có địa chỉ là ở xã Tam Bố, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng. Cái địa chỉ Trọng đi quay phim ngày hôm nay rất là xa luôn, xã Tam Bố gần Đức Trọng luôn. Anh em Trọng là sáng giờ đi được gần nửa đường, bây giờ là dừng lại nghỉ ngơi một tí, với lại là Trọng quay lại để Trọng giới thiệu cái hoàn cảnh ngày hôm nay Trọng thăm cho tất cả nhà cùng biết. Ngày hôm qua anh này anh liên hệ cho Trọng á, anh có chia sẻ về hoàn cảnh của anh là người đồng bào dân tộc thiểu số. Hiện tại bây giờ là anh đang bị một cái căn bệnh quái ác, cái căn bệnh ung thư thực quản và bị khối u ác tính ở trong cổ. Thành ra là anh là lao động chính ở trong nhà, nhưng mà bây giờ anh bị bệnh vậy, thành ra là không có khả năng để đi làm, cũng không có tiền để chữa bệnh. Anh mới đi bệnh viện anh khám về á, thì bác sĩ nói là cái ung thư của anh bây giờ đang rất là nguy kịch, phải nằm viện để điều trị á, nhưng mà nhà thì không có tiền, nên là anh này anh xin về nhà. Và ngày hôm qua là anh gọi cho Trọng, nên là ngày hôm nay thì Trọng lên Trọng thăm luôn. Trọng có nói với anh là gửi qua cho Trọng xem một số tấm hình và cái video mà nhà cửa với lại bệnh tình của anh á. Anh gửi qua cho Trọng thì Trọng có thấy là cổ của anh là có bị người ta mổ rồi người ta khâu lại. Rồi ở trên bụng của anh thì người ta cũng mổ rồi người ta gắn một cái ống để cho anh có thể ăn uống. Chứ anh không có ăn uống bằng đường miệng được. Vợ con thì đi làm nương làm rẫy cũng hoàn cảnh cũng rất là khó khăn luôn. Con cũng bị tai nạn, thành ra là gia đình rất là khó khăn. Thôi Trọng thì nói đến đây thôi. Thì thực tế như thế nào thì bây giờ là Trọng đi lên tới trên đó, Trọng vào rồi Trọng hỏi thăm, rồi Trọng sẽ quay video lại cho khán giả cùng xem. Thì mời tất cả khán giả cùng xem cái video này với Trọng để biết được hoàn cảnh này khó khăn như thế nào nhé cả nhà. Thì mời cả nhà tiếp tục xem cái video này. Chào tất cả mọi người. Thì nãy giờ là sau hơn mấy tiếng đồng hồ Trọng di chuyển, và bây giờ là Trọng đã đi tới nhà của cái hoàn cảnh này rồi nha cả nhà. Thì đây là trước mắt tất cả khán giả, đây là một cái ngôi nhà nho nhỏ của cái hoàn cảnh này. Đây, cái nhà gạch màu vàng vàng này cả nhà. Cả nhà xem qua cái ngôi nhà thì chắc là cả nhà cũng thấy là họ cũng rất là khó khăn rồi. Bây giờ là Trọng vào nhà luôn. Thì hôm qua là anh liên hệ cho Trọng thì Trọng kêu anh gửi qua một số tấm hình á, thì xem cái hình nhà của anh rồi tấm hình mà anh bị bệnh á, nên là ngày hôm nay là Trọng lên Trọng thăm luôn.
Chắc là ngày hôm nay là anh có ở nhà đấy cả nhà, tại vì anh đấy bị bệnh, anh không đi đâu được cả. Em chào anh. Vâng. Anh Kana phải không? Dạ, dạ. Vâng vâng. Đâu ra đây em nói chuyện với anh một tí. Em là Trọng đây. Dạ. Hôm qua là em cả anh nói chuyện đây đúng không? Dạ. Em gài cái này nhá. Gài cái này để nói chuyện cùng với anh. Anh cầm cái gì đây? Thì này là ống để vô sữa trong cái bống da dày cho nó ăn ở đây. À... này tại vì nó bị biến nên nó mổ ở trong. Anh Na là năm nay là bao nhiêu tuổi nhỉ? Năm nay 45 tuổi. À 45 tuổi à. Anh bị bệnh lâu chưa? Khoảng cách xa 4 tháng này, 4 tháng mới, gần 5 tháng này. Sao mà biết em mà lại gọi cho em vậy? Bà con hàng xóm họ chỉ à? Con hàng xóm nói là có người phụ giúp bên người gia đình khó khăn. Cho nên là bảo gọi cho anh để có mắt trong nhà gia đình khó khăn thế này giúp đỡ người bình như thế này. Anh đang mệt à? Sao thấy anh nói chuyện nó cứ bị này? Bị rung rung ở đây. Đây là để Trọng quay sơ qua cái căn bệnh của anh Kana, anh cho cả nhà xem. Là hôm qua anh nói với em là anh bị cái bệnh gì nhỉ? Bị u thể quản. Nhưng mà đi trong bác sĩ đi nội soi. Bữa hôm đó đi nội soi nói là cái này là bị u. U xong lên trên Đà Lạt, xong nội soi trên Đà Lạt nữa, bệnh viện Đà Lạt nói là cái đó không phải là u, cái đó là bị ung thư thực quản. Ung thư à? Ừ, đây là cổ của anh là đây cũng đang mổ à anh? Mổ cái này nó bỏ cái mổ xong nó bỏ thuốc cái ống này là bỏ thuốc. Vâng. Thuốc để nó biết là teo không cái u đó trong. Hôm nay anh ở nhà một mình à? Ở một mình không có ai. Bà xã thì nó đi làm rồi, đi làm kiếm đồng tiền để có. Còn thuốc bé kia là ai đây? Con của em. Con gái à? Con gái. Được đưa con gái. Đâu đâu, kêu bé ra đây em xem nào. Photo. Bé này bao nhiêu tuổi đây? Chào con bé được năm nay là 10 tuổi. Ừ, chào con nhá. Bao nhiêu tuổi? 10 tuổi. 10 tuổi à? Mới đi học về à anh? Mới đi học là ngày nay học buổi. Buổi sáng học, buổi chiều nó nghỉ. Thế là ngày hôm nay là chỉ có anh với cả con ở nhà thôi? Dạ, có hai đứa bố con thôi. Vợ thì vợ đi làm? Đi làm, đi kiếm đồng tiền để kiếm cái thuốc uống anh, để giảm đau. Anh đứng vậy có mệt không? Cũng mệt, mệt đau thì... đau chỗ, anh em mình vô trong nhà nói chuyện nhá. Anh đang làm gì đây? Đang chắc pha sữa uống đồ. Pha sữa đây. Uống à? Ừ. Thế thì anh cứ pha sữa uống đi. Dạ. À mà nãy anh nói là anh uống bằng cách nào? Uống bằng cái ống này à? Uống bằng ống này, đổ sữa ở đây xong rồi lấy cái nước bỏ ở đây xong pha mình với cà này mình đổ ở trong này. Anh nó đang pha sữa này cả nhà. Thế nên uống bằng miệng thì không được. Uống bằng miệng thì không được à? Không, bị nghẹt luôn. Uống chút nữa nó ra ói luôn. Cái khối u với cả cái ung thư đúng không? Ừ. Nên là bây giờ là phải anh pha rồi anh đổ vô cái ống này. Ừ. Thế là mọi ngày là chỉ vợ đi làm thì là chỉ có anh với cả bé ở nhà thôi. Dạ. Là ăn uống các thứ là tự anh ấy luôn à? Tự lo làm như thế này thôi, không có ai chăm. Cả nhà xem này. Anh không có ăn uống bình thường được, anh phải pha sữa rồi anh nhét vô cái ống, là cái ống nó vào tới trong bụng của anh. Hàng ngày uống như thế này, cơm canh ăn không được vừa trong được đâu. Anh có, hôm qua anh nói là anh có 3 đứa con mà đúng không? Thế còn 2 đứa kia đâu? Còn một đứa thì đi làm thuê dưới Bảo Lộc. Còn một đứa thì bị tai nạn xe, bị đau lưng. Bị tai nạn xe? Cũng bữa đi khám cái bị nứt xương lưng này luôn. Đâu có đi làm nổi nữa.
Còn một đứa thì đứa đi xuống Bảo Lộc. Cái đứa mà hôm qua anh nói là phải nghỉ học sớm để đi làm đấy, là bao nhiêu tuổi? Còn đó thì năm nay cũng là 15, 16 tuổi, 15. 15 tuổi thì nghỉ học từ lúc 12 tuổi. 12 tuổi nó nghỉ. Là con trai đúng không? Con trai. Là thằng cu đó là phải đi làm để ấy cho anh đúng không? Lo cho anh. Từ ra anh, để cho em xem. Anh bỏ cái ly sữa xuống đây cái để em quay lại một lần nữa cho khán giả xem. Anh giở áo lên hộ em này cả nhà. Anh đấy là bị khối u ở trong cổ với cả ung thư thực quản, thành ra là không ăn uống được luôn cả nhà. Bây giờ là phải ăn uống bằng cái cách là uống sữa thôi. Chỉ có uống sữa thôi đúng không? Không ăn được cơm hay cháo. Là chỉ có đổ vô trong bụng thôi cả nhà. Bây giờ anh đang ấy. Đâu anh ăn đi, anh đổ vô cho em xem nào. Còn nóng không đây? Hôm nay nguội rồi ăn được. Bước mà chạy ra lại. Ngày hôm nay trọng lên thì đúng lúc là anh đang ấy luôn này cả nhà. Anh đang ăn. Anh mà ăn bằng cổ là nó đau à hay nó như nào? Nó đau. Đau. Đau cũng là nó nghẹt luôn. Nó nghẹt là không xuống được trong cái bụng nuôi. Nhưng mà truyền bằng cách như này nó có mệt không anh? Nó có hay là cũng bình thường thôi? Cái này thì cũng bình thường, nó cũng vẫn đau ở đây, đau chỗ đường nó mổ. Nó cho vô từ từ thôi, nó xuống từ từ. Thấy anh tự xoay sở như vậy có vẻ khó khăn nhỉ? Thế là một mình ở nhà là mình tự lo. Không có ai chăm cho mình tự lo như thế này. Vợ thì đi làm. Vợ thì đi làm rồi. Vợ làm công việc gì? Lúc cơ người ta gọi nó đi làm hai tiêu hay gì, nó có công việc đó thì nó cũng vẫn đi. Kiếm đỡ ngày 200-300 cũng được tiền xài cho con đi học đi hành nữa, cũng không có luôn. Cũng bị bệnh đào như thế này luôn, cũng khó mà kiếm tiền. Anh mới nói với em là anh mới đi khám cách đây về mấy ngày đúng không? Nhưng mà bệnh viện họ kêu là nằm viện mà anh không chịu nằm à? Tại vì là gia đình khó khăn, tiền bạc nó không có, là nằm viện cũng là tiền cũng hơi nhiều mà không có tiền, cho nên là về nhà từ lúc đi đó là 2-3 ngày, đi xong rồi quay về lại, nó khám bệnh xong rồi quay về. Bảo nói là giá trị là một tháng, là bác sĩ nói là một tháng là hết 10 triệu là tiền đầu mà có lo chữa bệnh này. Anh mệt không? Anh ngồi được không? Anh chuyển cái này anh có ngồi được không? Bệnh này bác sĩ nói là hơi nặng lắm. Tháng là hết bao nhiêu nếu mà nằm viện? Nằm viện thì nếu cái nằm viện thì là bác sĩ nói là cái đi xạ trị thì nắng tiền một tháng là hết 10 triệu à, thành ra là bệnh viện kêu nằm nhưng mà anh lại xin về đúng không? Xin về không có tiền mà được kiện mà ngủ ở lại trong đó. Thấy anh gầy quá cả nhà xem chân tay của anh này, chân của anh rất là gầy luôn. Nó bị lâu rồi, 4 tháng mới nên là gầy luôn. Nhưng đâu mà có căng, cầm canh đâu có ăn được chắc lương. Chính xác là anh bị cái bệnh này là bao nhiêu lâu rồi? 4 tháng mới rồi. 4 tháng mấy? Từ lúc đi làm thuê hay cà phê cà pháo bữa đó. Nó bị ăn cơm, nó bị đào chục nuôi nút cơm là không được. Xong rồi lúc đó ở cũng là được 2 tuần tướng là bất. Nó không dám bất, nó một hai tuần. Tự nhiên cứ nó làm mét ra nó bị nắng luôn. Nó nghẹt nắng luôn, ăn cơm canh không được luôn. Đi khám là tưởng là khỏi, nó không khỏi. Thực ra là bây giờ lại bị nặng hơn. Nặng hơn, nặng thêm. Đau à anh? Em bị sao? Trái nước. Anh kiếm cái gì? Cái thùng này biết đâu ta. Xu tế. Đây cái dây thun gì đây? Đúng rồi. Cái này để làm gì đây anh? Cột lại để cho nó khỏe, nó ra cái nước này này.
được sửa, cột lại như vậy. Cả nhà thấy anh khổ ghê không? Anh 47? 4, năm nay 45, sinh năm 78. Mới có 45 tuổi thôi mà lại bị cái căn bệnh ung thư như thế này, thấy tội nghiệp ghê trời. Mà những cái căn bệnh ung thư thì cả nhà biết rồi, những cái căn bệnh mà phải nói là rất là khó chữa luôn. Nếu mà gia đình mà có tiền xạ trị thì cái khả năng khỏi thì nó cũng khó đúng không anh? Dạ. Bác sĩ nói là biết sau là nếu khỏi là cũng là biết khỏi biết không, thì nói như vậy. Cái bệnh này có người không, có người chữa cũng là ít đâu mà khỏi. Có người khỏi thì khỏi, có người không khỏi là không khỏi luôn. Bác sĩ nói như vậy. Rồi. Cái đó thì là mình buồn không có người. Em nãy giờ em nghe cái câu chuyện của anh ca gì nhỉ? Kana. Kana. Em biết rồi về hoàn cảnh của anh rồi. Thế là ngày hôm nay là để anh cột xong đi. Anh là ấy xong cái bụng của anh đi rồi trọng sẽ nói chuyện tiếp. Thế là em hỏi anh này, thế là ngày hôm nay là anh là muốn em lên trên này là có việc gì đây, hay là tâm sự của anh là như thế nào, cái mong muốn của anh là như nào? Muốn là gặp anh lên trên đây để ủng hộ giúp đỡ em trong hoàn cảnh gia đình nghèo như thế này để mà cho bệnh tật trong gia đình khó khăn để chữa bệnh đúng không? Dạ. Rồi. Mình 4 tháng bị như vậy chắc là mình đâu có làm được cái gì đâu đúng không anh? Không làm, cứ ở nhà hoài, đâu có đi ra ngoài ra gì, đâu có được bưng thùng nước cũng không được luôn. Thế tội nghiệp ghê. Đây là con gái út à? Con gái út. Bé ạ, con ra đây chú hỏi thăm một tí nào. Con tên gì? Yên. Con bao nhiêu tuổi rồi? Tệ rồi. Con 10 tuổi. Con 10 tuổi à? Con học lớp mấy? Bố của con bị sao đây? Bố bị bệnh à? Bé có rảnh lắm không anh? Hay là bé... Nó ít rảnh lắm. Nó con này thì bữa đó là... đi khám, còn cái đầu không đủ... qua cái trị đầu của người yếu kém lắm. Bác sĩ nói. Ý là nó kém phát triển à? Ừ, kém phát triển. Không như những đứa trẻ khác. Đâu phải như con người trẻ khác kém phát triển lắm. Chú hỏi con này, bố của con bị bệnh bao lâu rồi? Khoảng 2 là kìm. Khoảng mấy tháng? Khoảng 2 là kìm 4 tháng. Dạ, cũng không rảnh lắm nhỉ. Thế thì hôm qua anh nói với em là cái đứa nào mà phải nghỉ học để đi làm lo cho gia đình nhỉ? Con trai, con tên là Duy. Nó bao nhiêu tuổi? Nó 15. Nó đi làm rồi. Nó nghỉ học từ 12, 13 tuổi nó nghỉ học. Anh cứ ngồi đi, anh ngồi đi anh nói chuyện. Anh ngồi xích qua đây cho bé ngồi. Con ngồi cạnh bố đi con. Ngồi xích qua. Để cho anh ngồi cho anh thoải mái một tí cả nhà. Thế là hôm qua là anh nói là bữa mà anh bị bệnh ở trên Sài Gòn đúng không? Là trong nhà cũng không có tiền rồi con trai của anh phải mượn tiền của người ta. Anh kể lại cho em nghe xem nào. Bữa bị bệnh bố là không có tiền một đồng xu trong nhà, bảo thằng cu xuống dưới Bảo Lộc với cậu nó, là cậu nó nếu có thì tiền mượn đỡ với cậu khoảng chừng 10 triệu để cho bố đi khám bệnh. Rồi với con đó còn được năm nay 15 tuổi. Đúng cũng là đi mượn với cậu nó, là cậu nó cho 10 triệu. 10 triệu đó là bố đưa cho bố, là bố đi xuống Sài Gòn khám bệnh. Còn con thì nó cũng là ở lại với cậu nó dưới Bảo Lộc làm. Là cô đấy là mới có 15 tuổi thôi nhưng mà là đã đi làm rồi ứng trước tiền, mượn trước tiền để cho anh đi khám đúng không? Dạ. Mới có 15 tuổi mà em đấy cũng rất là giỏi. Thế em đấy đi làm được lâu chưa hay là mới đi? Con đó hả? Ừ. Đi khoảng chẳng được gần tháng này rồi. Mới biết đi làm thôi đúng không? Mới biết đi làm,
nghỉ học xong ở bao lâu, có khoảng bao lâu nó đi làm luôn. Bố mẹ khó khăn thế này, bệnh tật cũng nó cũng đi lo, đại nó đi làm nó cũng phụ giúp bố mẹ chút ít, có tiền cũng đưa một ít đồng và bố mẹ mua thuốc, mua gì, mua gạo, mua gì trong gia đình ăn. Rồi, nãy giờ nghe câu chuyện gia đình của anh em cũng biết rồi. Mà bác sĩ nói là nếu mà anh mà nằm ở Sài Gòn xạ trị đúng không? Dạ. Mà xạ trị thì chắc phải hết nhiều tiền. Thành ra là mình không có tiền là mình về. Về. Thế thì về nhà là bây giờ là mình, anh tính như thế nào, là mình chỉ tính ở nhà thôi, mình không đi chữa bệnh nữa à? Tính ở nhà, có tiền mà đi chữa, tính ở nhà thôi. Không có người mà ủng hộ cho mình nữa. Nếu mà ở nhà không đi chữa như vậy thì bệnh tình của anh thì chắc nó lỡ nó nguy hiểm đến tính mạng. Chắc như vậy luôn á. Bác sĩ, chắc lúc anh xin về thì, tại vì bác sĩ kêu nằm viện, nhưng mà anh xin về thì không biết là bác sĩ có, họ có nói với anh là nếu mà anh không đi điều trị thì nó sẽ thế nào không? Bác sĩ nói là cái này là cũng là phải là bác sĩ phải bắt buộc mình phải đi điều trị. Cái này không được ở nhà, bác sĩ nói mà trong gia đình nghèo quá sao có tiền mà đi xá trị à, bác sĩ nói như vậy. Bác sĩ cứ không đi xá trị, cái này là ông cứ để mà chết là được, bác sĩ nói như vậy. Không xá trị thì sớm muộn gì thì cũng đi đúng không? Nếu muốn khỏi bệnh thì cứ ráng mà kiếm tiền mà đi xa chị, không có tên mà ở nhà cho nó đi chết, bác sĩ nói như vậy. Vợ của anh thì là đang đi làm, thì đi làm, cố gắng kiếm tiền. Nhưng mà em nghĩ thì chắc nhìn ra nhà cửa mình như thế này thì chắc là làm sao mà lo được cho anh đi đấy nhỉ? Cái đó là đi làm một ngày, cứ là ăn một ngày đi có 200-300, đâu có nỗi là lo cái bệnh tật cho mình. Mấy cái ăn uống của anh, sữa này các thứ chắc mua cũng hết nhiều tiền đúng không anh? Này, một hộp này bữa mua 500 một cái hộp này này. Còn cái loại nhỏ nhỏ này cũng là 400. Anh là phải uống sữa, thành ra là phụ thuộc hoàn toàn vào sữa, thì mà đã là sữa thì là phải hết rất là nhiều tiền. Thế còn ăn uống hàng ngày thì con gái thì vợ con thì như nào anh? Con thì cứ đi học cũng sáng đưa cho nó là 10.000 để mua cái bánh mì ăn. Ý là ăn uống hàng ngày á? Ăn uống hàng ngày cũng ăn cơm, ăn gì đó. Mình có gì ăn đấy à đúng không? Cái ngôi nhà này của anh là nhà xây lâu chưa anh? Nhà này nhà nước phụ giúp bữa đó cũng 20 mấy năm này rồi. Lâu rồi. Anh Cana, anh đi lại có khó khăn không anh? Cũng khó chút chút. Anh Na, bây giờ em cả anh thử đi một vài vòng, anh có mệt không? Để cố gắng đi, để em quay cho khán giả bên em biết là mình bệnh tật như nào á. Thì cho em đi xem nhà của anh luôn. Đây này cả nhà, Trọng kêu anh Na rất Trọng đi thăm qua cái nhà. Nhưng mà đi ở trong nhà thì anh đi được, chứ đi làm thì chắc không bao giờ đi được. Đi làm không được, đi làm đâu có được đâu. Mình... người đâu có khỏe mà đi làm. Bây giờ em Kiệt có thể lùi lại được rồi, đứng đây thôi anh Na, để em quay cái nhà cho khán giả. Cái nhà này mấy chục năm rồi? Nhà này khoảng 25 năm này. Khoảng 25 năm hơn. Nhìn thấy anh gầy quá nhỉ? Gầy thật, là bữa ốm là gầy luôn. Nhưng mà bị ung thư là, nhưng mà sau này nó còn gầy nhiều lắm luôn á. Bây giờ thế này là đỡ, mà nếu mà anh không có tiền điều trị là sau này nó còn gầy hơn nữa. Đâu có đủ cái chất lượng mà mình ăn đâu. Đủ cơm, đủ canh mình ăn thì cũng hơi đỡ, hơi khỏe chút. Cái đây ăn cơm, ăn canh đâu có được, nó bị nghẹt ở đây. Nó ăn một miếng nó ói ra một miếng, ăn hai miếng nó ói ra hai miếng. Đâu có sức đâu. Đấy, ngày hôm nay thì Trọng lên thăm gia đình nhà anh, khán giả nghe thì khán giả thấy rồi đó. Hoàn cảnh thì phải nói là cũng rất là đặc biệt luôn. Thì bây giờ là bệnh viện họ kêu là nhập viện để xạ trị, nhưng mà anh không có tiền nên là xin về.
Nãy anh có nói là tới đâu thì tính tới đó, nếu mà có tiền thì mới đi, còn không có tiền thì ở nhà, chấp nhận số phận đúng không? Dạ. Nhưng mà anh mới có 45 tuổi thôi, cái tuổi của anh còn quá trẻ cả nhà, mà anh bị cái căn bệnh như vậy thì rất là tội. Đi anh, bây giờ anh em mình vô trong nhà đi, rồi em sẽ tính xem có cái cách nào để giúp cho anh không. Vậy là từ trước tới giờ là chưa có ai từng quay phim anh hay là đăng anh lên trên mạng để giúp đỡ cho anh đúng không? Chưa có ai hết, mới lần đầu tiên này luôn gặp anh luôn. Hàng xóm các thứ họ nói thì mình mới biết rồi mình mới gọi đây đúng không? Dạ. Thì hoàn cảnh của anh Kana, người đồng bào dân tộc thiểu số, dân tộc Cờ Ho, thì khán giả xem video nãy giờ khán giả cũng biết rồi. Thì anh thì đang bị cái căn bệnh ung thư thực quản, bây giờ là bác sĩ kêu là phải xạ trị, mà đã là nói về ung thư mà phải điều trị xạ trị thì là phải nói là hết rất là nhiều tiền, nhưng mà gia đình không có tiền nên là bây giờ gia đình đành mặc như vậy. Ngày hôm nay thì Trọng cũng lên đây Trọng thăm rồi thì Trọng cũng không phải biết giúp thế nào. Thì tại vì nếu mà để điều trị cái căn bệnh của anh thì cũng phải nói rất là nhiều tiền nên là Trọng cũng không có khả năng để giúp cho anh. Thì Trọng thì chỉ có thể giúp được bằng cái năng lực của Trọng. Và thì là Trọng sẽ quay cái video này lại, Trọng chia sẻ lên trên kênh của Trọng. Nếu mà có Mạnh Thường Quân nào giúp cho anh thì may mắn và tốt cho anh. Còn riêng về bản thân của Trọng ngày hôm nay thì Trọng bây giờ là Trọng sẽ trao cho anh một cái số tiền. Cái số tiền này là của Mạnh Thường Quân ở bên Trọng gửi cho Trọng và nói với Trọng là gặp những hoàn cảnh đặc biệt thì có thể trao cho họ để họ chữa bệnh hay là bớt khó khăn hơn. Thì bây giờ là Trọng sẽ trao cho anh một cái số tiền là 3 triệu. Số tiền này là của một Mạnh Thường Quân ở bên Trọng tên là Cô Hai ở Úc. Thì bây giờ là em Kiệt lấy cái số tiền đó rồi đưa cho anh để anh trao cho anh Kana. 3 triệu đúng không? Thì trên tay của Trọng đây là số tiền 3 triệu. Thì em trao cho anh 3 triệu nhé. Tại vì em thì cũng không phải biết giúp anh thế nào, em chỉ biết giúp anh bằng cách em quay video em chia sẻ lên thôi. Thì nếu mà Mạnh Thường Quân khán giả xem được, họ tùy duyên họ xem được anh thì họ có thể liên hệ trực tiếp cho anh hoặc liên hệ trực tiếp cho em để giúp đỡ cho anh. Còn đây là số tiền là 3 triệu của một Mạnh Thường Quân là cô Hai ở Úc. Anh có thể dùng số tiền này thì anh làm gì đó thì anh làm. Anh mua sữa hay là anh để dành anh chữa bệnh thì tùy anh nhé. Cái này cũng để dành chữa bệnh, cũng cảm ơn mấy anh đã phù hộ trong gia đình khó khăn như thế này. Để có tiền mà đi xuống trong Sài Gòn để mà chữa bệnh. Cứ là gom góp người ít là cũng em mà đi đường đi xe nữa. Thì ngày hôm nay thì Trọng chia sẻ video này lên thì đây là một cái hoàn cảnh rất là đặc biệt. Trọng cũng mong là khán giả sẽ đón nhận và giúp đỡ cho hoàn cảnh này. Thì Trọng cũng muốn là khán giả xem video của Trọng là những khán giả nào ở khu vực Lâm Đồng mà muốn thăm gia đình của anh thì có thể lại trực tiếp địa chỉ nhà của anh. Địa chỉ của anh là ở Tam Bố, Di Linh, Lâm Đồng. Thì khán giả mà muốn thăm thì cứ liên hệ trực tiếp qua cho Trọng, rồi Trọng sẽ cho cái số điện thoại của anh, rồi Trọng sẽ chỉ đường, rồi cho cả nhà lại trực tiếp cả nhà thăm luôn. Nhưng mà thấy hoàn cảnh đặc biệt thì cả nhà giúp đỡ cho gia đình của anh. Trọng làm việc cái gì đó rất là rõ ràng, người thật việc thật, nên là Trọng luôn luôn là muốn khán giả xem được là lại trực tiếp thăm luôn, thực tế giống như Trọng vậy đó, rồi khán giả giúp đỡ trực tiếp cho gia đình của anh. Thì em sẽ giúp cho anh bằng cái năng lực của em á. Em sẽ quay video rồi em nhờ khán giả giúp đỡ cho anh. Cũng mong rằng là anh sẽ có một khoản kinh phí để anh điều trị. Thì cái đó là tùy duyên của khán giả xem được video thôi. Vâng. Thì em cũng chúc cho anh mau khỏi bệnh nha anh Kana nhá. Dạ, cảm ơn nhiều anh. Dạ. Vâng. Thì ngày hôm nay thì Trọng cũng đã lên đây Trọng thăm rồi. Thì bây giờ thì Trọng cũng sẽ kết thúc cái video này. Tình hình về anh Kana như thế nào, Trọng sẽ cập nhật ở những video sau cho tất cả khán giả cùng xem. Một lần nữa thì Trọng xin nhấn mạnh lại là hiện tại bây giờ anh em Trọng đang hoạt động tại khu vực Tây Nguyên, cụ thể là tỉnh Lâm Đồng. Ở khu vực trên, khán giả xem video biết ở những chỗ nào có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, cần đến sự giúp đỡ của nhóm của Trọng, thì hãy liên hệ qua cho Trọng qua số điện thoại
0345099088. Trọng sẽ lên tới nơi Trọng thăm. Thì nếu mà hoàn cảnh thực sự khó khăn thì Trọng sẽ quay video và chia sẻ lên cho cộng đồng mạng, khán giả với Mạnh Thường Quân xem và cùng chung tay để giúp đỡ. Cũng giống như hoàn cảnh này thì anh liên hệ cho Trọng, thì Trọng lên thì cả nhà xem cũng thực tế nãy giờ là anh cũng bị bệnh như vậy đó. Thì Trọng cũng chia sẻ lại video. Thì bây giờ là Trọng sẽ kết thúc cái video này. Khán giả xem video nhớ bấm đăng ký kênh để nhận những cái video tiếp theo Trọng chia sẻ lên trên kênh này, lên cái kênh này. Và nhớ bấm like cho anh em mình nhé. Trọng xin chân thành cảm ơn và chào tạm biệt tất cả khán giả. Thế nhá, em chào anh nhá. Em về nhá anh Na nhá. Chúc anh mau khỏi bệnh. Vâng. Cảm ơn nhiều. Dạ. Thì hôm qua anh gọi cho em rồi, thì là em cũng có số điện thoại của anh Na rồi. Thì bệnh tình của anh như thế nào thì cập nhật cho em hay. Thì em sẽ chia sẻ video này để xem có Mạnh Thường Quân nào giúp đỡ cho anh thì em sẽ quay lại nhá. Chúc anh mau khỏi bệnh nhá. Dạ, mừng nhiều. Em về nhá, chào anh nhá. Chào con nhá, chú về nhá. Chào chú. Chào con. Thôi em về đi anh Na. Anh cứ nghỉ ngơi đi. Anh nằm anh nghỉ đi, không cần phải chào em đâu, không cần phải đón em đâu. Cả nhà xem nhà cửa như này, cả nhà thấy tội nghiệp ghê không? Nhìn như vậy thấy rất là tội luôn cả nhà. Đây cũng là một cái hoàn cảnh rất là đặc biệt. Thì nãy giờ là Trọng cũng đã quay video, những gì mà muốn chia sẻ thì cũng chia sẻ cho khán giả xem rồi. Thì bây giờ anh em Trọng sẽ đi thăm một cái trường hợp đặc biệt khác nữa. Thì mời cả nhà sẽ đón xem video tiếp theo vào lúc 18 giờ hàng ngày trên kênh YouTube của Trọng nhá. Trọng xin chân thành cảm ơn. Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Mình là Trọng đây. Ngày hôm nay anh em Trọng mới đi rừng bắt ong về mọi người ạ. Bây giờ trên tay của Trọng đang cầm tổ ong rừng khổng lồ, ong rừng gốc 100%. Hằng năm cứ từ tháng 3 cho đến tháng 7 là Trọng với cả anh em ở trong làng sẽ rủ nhau lên trên rừng bắt ong để lấy mật. Thời gian sắp tới Trọng cũng sẽ đi bắt mật ong rừng về để bán. Nếu tất cả khán giả có nhu cầu sử dụng mật ong rừng nguyên chất thì có thể liên hệ cho Trọng để mua hàng qua số điện thoại 0345099088 hoặc 0367827841. Khán giả có thể liên hệ qua Zalo hoặc là Facebook của Trọng để mua mật ong rừng nhé. Khán giả nào muốn mua mật ong rừng nguyên chất thì có thể nhanh tay nhấc máy lên gọi cho Trọng để đặt hàng. Mật ong rừng chỉ có theo mùa, từ tháng 3 cho đến tháng 7, sau khoảng thời gian này thì sẽ rất khó để mà kiếm được mật ong rừng. Nên vì vậy khán giả muốn mua hàng hãy gọi cho Trọng để đặt hàng trước, rồi Trọng sẽ đi kiếm mật ong rừng về để bán cho tất cả khán giả. Đối với mật ong rừng Trọng bán thì hàng uy tín 100%, là mật ong rừng nguyên chất từ thiên nhiên, nên là tất cả khán giả mua hàng thì đều có thể yên tâm về chất lượng sản phẩm.